thì em xin đồng ý. Thực sự là sau khi ra bước ra trường của anh, mình chỉ nghĩ rằng là cái quá trình đi chỉ kéo dài từ 3, thậm chí là 4 tháng là maximum. Bởi vì mình đã chuẩn bị cái tinh thần, chuẩn bị sản xuất kinh doanh. Ôi dồi ôi, chúng ta sẽ ra sản phẩm mới. Ôi dồi ôi, chúng ta sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng mà đến khi ra thực tế thì rất rất nhiều cái không như mơ. Qua cái khảo sát, cái mô hình của các em mới chỉ là một cái mô hình kinh doanh của hộ gia đình, chưa thực sự phù hợp với một tổ chức. Ở cơ sở của em thì phần lớn là các đơn hàng gọi điện trực tiếp đến điện thoại, và em hoặc là công nhân của em sẽ ghi đơn hàng cho người vận chuyển nhận. Các phần xuất nhập tồn thì chị Tuyết sẽ ghi là ai sẽ xuất nhập như thế nào qua form mẫu bảng biểu như thế này. Em gần như là mới chỉ là bắt đầu và chỉ là một cái hộ gia đình cá thể của cách đây 30 năm. Quá trình đi với Sắc Phú là cái quá trình mà khiến mình bất ngờ nhất trong từ lúc kể từ khi lên Shark Tank tới bây giờ. Việc đầu tiên bên Phú thực hiện quá trình đi là tập hợp tất cả những cái đội ngũ chuyên môn, không chỉ bao gồm phần kế toán, phần tài chính mà bao gồm cả pháp lý, marketing. Có hai cách để em mở rộng nhanh về thương hiệu. Một là bán kèm, là tặng kèm. Ví dụ mua trên ngay ở trên bao bì cho đợt khuyến mại này, thì ví dụ là cầm chai này đến đổi chai khác để mua lại, để giảm giá. Thì lúc đấy thì em có cơ hội em phủ vào đúng cái cửa hàng đấy. Cái thứ hai nữa là về này, cái tem nhãn này. Bởi vì em hình dung là ví dụ với Sunhouse, ví dụ là hiện nay một năm bán hơn 10 triệu sản phẩm. Cái nhận diện đấy nó đã đủ nhìn. Và hy vọng là cái làm sao các em trong vòng 3 năm phải đạt được bằng một cái unit của bọn anh, tức là nó khoảng độ 100 tỷ doanh thu. Trong cái cấu trúc tiền bọn anh rót vào ấy, thì các em chỉ làm sao chỉ được phép là dùng để, thứ nhất là đầu tư vào máy móc thiết bị, hai là đầu tư vào nguyên vật liệu, thứ ba đầu tư vào công nợ để mở rộng thị trường. Còn về các cái chi phí hoạt động kinh doanh, các em phải gần như là lấy mỡ nó, giá nó, chứ không phải là đem tiền để trả lương. Cái đấy anh không đồng ý. Một cái nguyên tắc là tiền lương là phải được hạch toán vào trong bài toán kinh doanh. Hồi trước khi tiếp quản với cái doanh nghiệp của mẹ thì mình tự tin về cái nền tảng kỹ thuật của mình mà không để ý đến phần tài chính, cho tới khi nhà đầu tư bước vào, thế nào là chi, thế nào là thu, thế nào là dòng tiền, thế nào là lãi, thế nào là lỗ. Ban đầu là phải có lãi, đừng có nghĩ rằng là lúc bé thì phải lỗ. Không phải, càng bé lãi càng cao, vì ông tiết kiệm được một người làm nhiều việc. Chứ còn to này là phân ra mỗi ông làm một việc, thành ra có lúc người ta cũng chơi cả ngày. Các em phải đa di năng, mỗi người làm đủ các thứ được việc luôn. Ngày xưa là anh kiêm cả kế toán, cả giám đốc, cả bốc xếp luôn, thì đương nhiên năng suất rất cao. Các em phải xây dựng cái cơ chế. Nguyên tắc của anh ngay cả đến bây giờ, anh thấy tất cả những kỳ của anh nhận lương đều nhận lương cơ bản, basic thấp. Còn đâu ăn theo doanh thu và ăn theo lợi nhuận. Ví dụ những người ra chính sách thì ăn theo lợi nhuận, mà những ông mà đi bán hàng hoặc là những ông mà không được quyền ra chính sách thì ăn theo doanh thu. Thì đấy là cách để chúng ta chia nhau quản lý. Xong rồi cơ chế, nếu như mình thuê bên ngoài anh em bán hàng có từng loại hình, nhân viên chính thức thì như nào, nhân viên hợp tác thì như nào. Thay vì anh đã trả lương cứng thì khi dùng họ thì các em phải trả cho họ một cái trên sản phẩm. Thì họ thiết kế cho em cái tem nhãn, thưởng cho họ bao nhiêu, ví dụ như thế, người ta sẽ có động lực, người ta làm tốt. Chỗ đấy bây giờ làm full công suất thì được doanh số khoảng bao nhiêu? Gấp đôi thì bây giờ khoảng 400 triệu tổng. 400 triệu, bây giờ bán được khoảng 200 rồi đúng không? Và cố gắng làm sao mà anh nghĩ là cái nhà máy mới phải đưa vào được hoạt động trong vòng 6 tháng tới. Đấy là cái mục tiêu. Tận dụng nguồn lực hàng bán online với cả bán đấy, thì anh đang có cái săn hàng tốt này, là thì đội ngũ giao hàng sẵn, có đội ngũ bán hàng sẵn, đội ngũ viết kịch bản sẵn, rồi nó chạy trên Facebook nó kèm cùng luôn. Nhiều khi nghĩ là biết mình có làm nổi không, không biết mình có qua nổi cái thời kỳ đi này không. Cái đêm nhớ đấy, hôm đấy là gần ký kết hợp đồng cuối cùng, đặt lên bàn cân lợi hại, liệu có cái KPI này mình làm được không trong thời gian ngắn như thế, liệu mình có thể đáp ứng được cái phần yêu cầu của bên Shark hay không. Cuối cùng thì vẫn quyết định là chúng ta sẽ đi tiếp, bởi vì thực ra Thủy Tâm đang lựa chọn cái con đường ngắn nhất để thành công, đấy là đứng trên vai người khổng lồ, và đấy là Sunhouse. Nhớ là hôm đấy gửi email chính thức say yes sang Sunhouse vào lúc đấy là 2 giờ sáng. Cái cảm giác say yes đấy, cái lúc mà ấn nút send gửi email CC Nguyễn Xuân Phú, cảm giác đấy đáng nhớ đấy. Mẹ tôi cũng là người rất là bươn trải, phải làm đủ các thứ nghề, tìm mọi cách để kiếm tiền nuôi con. Thì khi tôi nhìn lại cái cảnh của Phương và mẹ Phương, mặc dù là một nhà nghiên cứu khoa học, nhưng mà vì cuộc sống khó khăn mà phải tách ra để mở một cái cơ sở sản xuất, mà là một cái sản phẩm phục vụ cho cái cuộc sống thiết yếu của một gia đình.
Trước khi thì Shark Tank ấy, thì cái mong muốn của mình khi phát triển doanh nghiệp là xuất phát từ mong muốn cá nhân. Đấy là mình mang mua cái gia vị của mẹ giấm gạo đi khắp thế giới. Nhưng mà giờ đây khi đứng trên vai người khổng lồ thì cái tầm nhìn của mình cũng thay đổi. Đấy là tầm nhìn về một căn bếp Việt. Bếp Việt thì có những cái gì? Bếp Việt thì sẽ có đồ gia dụng đạt tiêu chuẩn. Bếp Việt thì có những gia vị làm từ tâm của người mẹ. Chính căn bếp là một cái trái tim. Gia đình có hạnh phúc hay không thì căn bếp nó phải luôn luôn ấm, nó phải có lửa. Nó là một cái nguồn cung ứng toàn bộ cái dinh dưỡng cho cả gia đình. Và vậy thì Sunhow đã tạo ra những cái đồ gia dụng thì cũng rất cần các cái thực phẩm tốt, mà đặc biệt là những cái thực phẩm mang cái tính truyền thống tốt hơn, nhiều chất dinh dưỡng hơn và đặc biệt là an toàn với sức khỏe. Nếu như chúng tôi đi song hành được với nhau như vậy thì tôi tin rằng có thể nói là chúng tôi là có thể đóng góp một phần của mình để tạo ra những ngôi nhà, những gia đình hạnh phúc. Và cái cách người ta đang làm bây giờ là người ta quan tâm đến cái nhiệt đầu tiên. Thế thì tôi thu được nhiệt này, và gió và cái thoát ẩm. Tôi làm theo các cái cách đó và tôi làm thất bại. Và người ta đã thất bại và người ta bỏ. Nhưng khi tôi tìm hiểu ra vấn đề là Trong hành trình một công ty khởi nghiệp, mình có